Đại ca, họ nói là có chuyện muốn nói với ông. Xin chào trưởng quan. Sao hả? Có phải là lên trại tập trung thăm cô Cửu rồi không? Cô biết chết chưa? Kêu hai người tới cầu xin tôi hả? Đại tá, ông hiểu lầm rồi. Hôm nay chúng tôi đến thật ra là muốn nói sự thật này cho ông nghe. Sự thật gì? Sự thật chính là Quảng Châu không phải chỉ có mỗi một ông vua Á Phiện như ông đã nghĩ đâu. Vậy còn người nào nữa? Còn có tôi nữa. Thật ra có nhiều thứ Cửu Muội chỉ học hỏi ở tôi thôi. Vậy sao? Nếu như đại tá ông tin tưởng tôi, tôi rất sẵn lòng cống hiến cho hoàng quân. Anh hai! Anh hai! Anh hai! Cuối cùng Cửu Muội cũng tay qua nạn khỏi. Tụi em năn nỉ được tên Nhật không giết nó. Vậy chừng nào bọn chúng mới chịu thả nó ra? Đâu có dễ gì thả ra chứ. Có thể giữ được mạng sống cũng là hên lắm rồi. Lúc nãy chị Hỷ phải chấp nhận cả đống điều kiện ông ta mới chịu đó. Em đã chấp nhận điều kiện gì của chúng vậy? Tên Nhật đó nói hắn không còn lòng tin với Cửu Muội. Hắn muốn em thay thế Cửu Muội nắm lại quyền hành, dẫn dắt đệ tử của Đông Thái chúng ta buôn bán Á Phiền với hắn. Vậy tức là kêu em làm hán gian rồi. Cửu Muội đã bị người ta nói là đại hán gian rồi. Sau khi khôi phục không biết có bị người ta thanh toán hay không nữa. Bây giờ còn lôi em vào cuộc. Em nhận lời của hắn ta chưa? Em có thể không nhận lời sao? Em có thể lựa chọn sao? Bỏ đi anh hai. Em cũng mấy chục tuổi rồi. Thanh toán thì thanh toán. Làm hán gian thì làm hán gian. Không có gì quan trọng hơn mạng sống của Cửu Muội chúng ta. Mạng dài này của anh vẫn còn chống chọi được mà. Cái tiếng xấu này á, để anh chịu cho. Anh hai à, sức khỏe anh như vậy sao mà chống chọi. Hay là vậy đi, nếu như anh có gì sai bảo, để Lệ Qua làm người đại diện anh. Con. Anh hai, dù sao anh cũng tin tưởng nó. Hơn nữa lúc nào cũng muốn tìm cơ hội đề bạt nó, có phải không? Cũng phải. Anh hai. Anh sao vậy? Anh lại chống mặt. Cẩn thận, cẩn thận. Cẩn thận. Thôi, em làm chủ đi. Em muốn làm sao thì cứ làm. Vậy anh ráng nghĩ cho khỏe nha. Đừng có bận tâm. Lệ Qua, ngày mai dì sẽ tập hợp các chú bác để mở cuộc họp. Đến chừng đó, con cũng phải đến dự. Con cũng phải đến dự hả? Con không nghe sao? Vừa rồi quân gia đã dặn con làm người đại diện cho quân gia. Dạ. Di cứu. Di cứu. Di cứu. Lệ Qua. Di cứu gì không sao chứ? Sao đến bây giờ con mới đến thăm dì? Quân gia bị bệnh, con phải chăm sóc ông ấy, đâu có đi được. Lệ Qua, trong một lúc dì không thể trở ra để lo cho con, cho nên dì có chuyện nhất định phải đích thân nói với con. Con có còn nhớ con đứng trước mộ má con, con đã hứa cái gì hay không? Con đã đi cúng má rất nhiều lần, con đã nói rất nhiều thứ, làm sao con nhớ nói gì chứ? Con hứa với má con sẽ không bướng bỉnh nữa, không có tham giàu sang, không làm chuyện gì khiến cho má con phải đau lòng nữa. Có bao giờ con làm chuyện gì khiến cho má đau lòng chứ? Hôm qua cậu uống điếu đã đến tìm dì, cả anh cũng nhìn ra được con và ba dì có điều không bình thường. Con và quân gia có điều không bình thường? Cậu uống điếu đó có bị điên không? Ổng khùng hả? Được, dì không nói cậu uống điếu đi. Nói chuyện gì chính mắt nhìn thấy. Ở hầm trú ẩn, dì cũng từng gặp con và ba dì. Nắm tay nắm chân, lời nói cử chỉ con đối với ba dì thật sự không giống là một y tá và một bệnh nhân. Trước giờ con tưởng người hiểu con nhất là gì? Không ngờ cái gì cũng nghĩ con như vậy. Lệ Qua, dì không thể để con làm chuyện sai trái được. Được rồi dì cũ, dì đừng có nói nữa, con nhận hết. Con sinh ra thì đã ham giàu sang rồi. Hạng người như con không có biết quý trọng hạnh phúc. Con thích quân gia là đại ca địa bàn, cho nên đeo theo ổng, bám theo ổng chứ gì. Dì thích nói sao cũng được hết. Con không muốn nói với dì nữa. Con không muốn cãi với dì. Lệ Qua. Lệ Qua. Chị Hỷ.
Chị Hỷ. Chào các chú bác anh em. Ngồi. Mỗi năm hãy đến ngày tế thổ thì tôi cảm thấy nghẹn ngào. Mọi người có còn nhớ không, cuối ngày rằm của mỗi năm chúng ta nhất định sẽ bao hết 5 tầng lầu. Từ trên xuống cũng là đệ tử của Đồng Thái chúng ta. Còn lúc anh hai chia hoa hồng, tiếng cười đó, tiếng hô gian đó, phải nói là gian tới cả con phố cũng rung động. Nhưng mà từ khi bọn quân Nhật xâm chiếm chỗ này thì không còn những chuyện này nữa. Cho nên anh hai đã dặn tôi, kêu tôi và mọi người ăn bữa cơm để bù lại. Chị Hỷ à, sức khỏe quân gia sao rồi? Huyết áp ổn định chưa? Tình hình của cô Cửu sao rồi? Phải đó, sao rồi? Cảm ơn. Sức khỏe của quân gia cũng đỡ nhiều rồi. Cô Cửu ở trại tập trung cũng không có gì. Hôm nay tôi gọi mọi người đến là có một chuyện muốn tuyên bố với mọi người. Bắt đầu từ ngày mai, tôi sẽ trở lại Đông Thái, nắm lại quyền hành, dẫn dắt mọi người. Tôi muốn cùng mọi người làm tốt việc buôn bán á phiện, làm cho lớn ra, làm cho tốt. Thật ra tôi nhẫn nhục phụ trọng hợp tác với bọn Nhật bởi tôi có 3 nguyên nhân. Một là cứu người, cứu muội là một trong số đó. Hai là cứu mấy đứa nhỏ. Mấy năm nay tôi tổng cộng cứu được 1.285 đứa bé đến Hương Cảng. Có một số đến Ma Cao, nhưng mà tôi còn phải tiếp tục cứu. Ba, trận chiến này nhất định là càng đánh càng quyết liệt. Đến chừng đó có cơm ăn hay không mọi người cũng không biết. Cho nên tôi có trách nhiệm phải giúp cho tất cả anh em có chén cơm ăn. Có thể tất cả mọi người sẽ cảm thấy lo lắng. Chúng ta hợp tác với bọn quân Nhật, lỡ như quân Nhật thua trong trận chiến này, vậy tức là chúng ta sẽ là Hán Giang, sẽ bị người ta thanh toán. Phải đó. Nhưng mà mọi người yên tâm, tôi thề trước ngọn đèn, sau này có cơm ăn, tất cả anh em sẽ ăn trước. Có tiền hưởng thì tất cả anh em hưởng trước. Nếu bị người ta chửi là Hán Giang thì chửi họ Trịnh này trước. Bị người ta thanh toán thì thanh toán tôi. Tôi là người đầu tiên ủng hộ chị Hỷ, lấy chị Hỷ là người đứng đầu. Tôi ủng hộ chị Hỷ. Tôi cũng ủng hộ chị Hỷ. Ủng hộ chị Hỷ. Tốt. Cảm ơn. Cảm ơn mọi người. Nhưng hôm nay tôi còn muốn giới thiệu một người cho mọi người quen. Người này còn rất trẻ, mà nay mai cũng sẽ là nhân tài trụ cột của Đông Thái chúng ta. Lệ Hoa, đứng lên chào hỏi các anh em chú bác đi. Con, quân gia không có nói với con sao? Lúc nãy dì đã bàn bạc với quân gia rồi. Sau này con sẽ là một trong những người nắm quyền của Đông Thái. Lời nói của con chính là lời nói của quân gia. Anh em chú bác hãy dành tràng pháo tay cổ vũ cho Lệ Hoa, ủng hộ cổ nha. Được, chúng ta ủng hộ Lệ Hoa đi. Được, ủng hộ. Cô Cửu à? Cô Cửu, cô không sao chứ? Chị Thiết, sao đến giờ này chị mới đến gặp tôi? Chị lập tức gọi điện đến Bộ Tư lệnh giúp tôi. Chị nói với Hứa Sơ Thiết giả, chị nói tôi đã có kế hoạch rất chu toàn, làm sao có thể giúp ông ấy kiếm thật nhiều tiền. Cô Cửu, quá muộn rồi. Sao vậy? Bởi vì chị đã thay thế cô. Chị quản lý tiệm á phiện giùm Hứa Sơ Thiết giả. Họ vừa làm đã hợp nhau. Tôi nghĩ Hứa Sơ Thiết giả không cần đến cô nữa, sẽ không nghe điện thoại của cô. Tại sao chị không đến nói cho tôi biết sớm chứ? Chị Hỷ đúng là con cáo già. Chị kêu tôi đến Quảng Tây lấy 50 cân á phiện để dụ quân Nhật, để họ sẽ không hành hạ cô. Ai ngờ sau 2 tuần lễ tôi trở về, cái gì cũng đã thay đổi. Cầu ống điếu, chú Thạch và mọi người ai cũng đứng về phía chị. Chị mau kêu Lệ Hoa đến gặp tôi đi. Lệ Hoa cũng không đến đâu. Bây giờ nó chỉ nghe lời chị Hỷ thôi. Bây giờ nó đã là một trong những người điều hành của Đông Thái. Còn nói lời nói của nó chính là lời nói của quân gia. Bà Trung Quốc này, bà làm gì vậy? Hãy mau đi làm việc đi. Đi nhanh lên.